Lời nói đầu tiên, Dương Hậu chúc quý nhà hảo tâm trong và ngoài nước thật nhiều sức khỏe, lời chào trân trọng nhất. Hôm nay Dương Hậu tiếp tục trao tiền của nhà hảo tâm ở Hoa Kỳ 500 ngàn, Nguyễn Ngọc Tấn 1 triệu giúp cho dì Trương Thị Hoa, bệnh tiểu đường, và tai biến, biến chứng gì đó mù. Đây. Số tiền này đang cho gia đình mua thuốc và mua gạo, du xuân đón Tết. Chú ơi cho Dương Hậu cho 1 triệu rưỡi, 500 ngàn của nhà hảo tâm Hoa Kỳ, 1 triệu thì của Nguyễn Ngọc Tấn đó chú, xin mời chú. Tôi cũng thành thật cảm ơn Hoa Kỳ với chú Tấn. Là gia đình cũng thành thật là quá khỏe, quá khổ. Thì có được cái số tiền để mua thuốc. Bây giờ tôi với gạo tóc ăn, tôi cũng mang ơn suốt đời. Tiếp nữa là nói của chú, thì Dương Hậu cũng xin cảm ơn nhỏ tâm Hoa Kỳ đã hỗ trợ 500 ngàn và Nguyễn Ngọc Tấn 1 triệu. Đây là việc làm công đức. Dương Hậu cũng xin cảm ơn hai nhỏ tâm. Chúc cho quý vị được nhiều sức khỏe, hạnh phúc trong gia đình. Số điện thoại của Dương Hậu là 0909098469. Cảm ơn quý vị đã xem chương trình này.